Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Đến đây, dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 22 quốc gia vùng lãnh thổ bên ngoài lục địa Trung Quốc ghi nhận trường hợp mắc. Những số liệu cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona đến 13 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 năm 2020. Số người mắc bệnh trên thế giới 9.833 trường hợp, 213 người tử vong. Tại Việt Nam, số người mắc bệnh là 5 trường hợp, trong đó 2 công dân Trung Quốc, 1 người đã khỏi, 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, WHO chính thức tuyên bố dịch virus corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus corona diễn biến nghiêm trọng, người dân đã có những biện pháp tự phòng ngừa dịch cho mình như thế nào? Hãy cùng BLO TV ghi nhận ý kiến của họ. Em thực sự rất là hoang mang vì theo em được biết thì tính tới hiện tại thì ở Trung Quốc thì có 170 người chết và hình như là có khoảng hơn 2.000 ca nhiễm bệnh. Ở Việt Nam thì cũng phát hiện là 3 trường hợp nhiễm virus rồi, nên em thực sự khá là hoang mang. Thì biện pháp mà em phòng chống corona là em ít đến những nơi đông người, hay là em ra ngoài đường thì em thường đeo khẩu trang, ít tiếp xúc với những người đến từ Trung Quốc. Đặc biệt là các bạn nữ đến từ Trung Quốc. Ở nhà thì em hay nhắc nhở là với ba mẹ em hay là anh em trong gia đình là thì không có nên tụ tập ở nơi đông người, hay là đi ra ngoài thì phải dùng khẩu trang, hoặc là mình nhắc nhở họ, tuyên truyền họ về cái sự lây lan của virus corona. Em hạn chế tới những nơi đông người và rửa tay sạch sẽ để tránh bị nhiễm bệnh. Sử dụng khẩu trang thay vì sử dụng khẩu trang y tế thông thường thì em sử dụng khẩu trang 3D hoặc là khẩu trang N95. Ngoài ra em còn giữ cho môi trường sống nó được thông thoáng. Em mở cửa ra để cho không khí vào để diệt vi khuẩn. Thường xuyên uống nhiều nước hơn để tốt cho sức khỏe, để thanh cổ họng. Em được biết có nhiều bạn cũng như là nhiều phụ huynh chia sẻ cho em thì cái cách đơn giản nhất là đeo khẩu trang. Ra đường cũng là phải có khẩu trang. Nhất là ở những nơi đông người, không thể nào không có khẩu trang được. Rồi cái thứ hai cần phải chú ý đó là phải tự giác vệ sinh cá nhân sạch sẽ, có thể giảm bớt cái nguy cơ mà mắc bệnh cho mình. Được thông qua gọi là các cái truyền thông của trong nước ấy, thì mình cũng biết được cái dịch này là một cái dịch rất là nguy hiểm, thì mình cũng đọc qua được những cái thông tin là cần phải cần phải bảo vệ mình, như là đeo khẩu trang và phải luôn là giữ ấm cơ thể, gọi là cổ cơ thể, mà cũng không được uống nước thường xuyên và nước ấm tầm khoảng từ 50 đến 80 độ C gì đấy để phòng tránh cái dịch của mình, và không nên tụ tập ở nơi đông người. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.